Chào các bác nhé. Shop tân ánh Sông Ngọc Ánh gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong clip ngắn hôm nay giới thiệu chi tiết với lại các bác đam mê săn ong, đam mê tìm ong, đam mê bắt ong, một cái bộ gọi là quần áo bảo hộ, quần áo bảo hộ cho anh em đi săn ong, hàng rẻ tiền nhé. Bộ này tôi nói là bộ rẻ, có nghĩa là bộ rẻ nhất trong những cái bộ mà shop đang kinh doanh. Thông báo luôn với các bác, bộ này giá là 800.000 nhé, 800.000. Giới thiệu với các bác các phụ kiện đi theo cái bộ quần áo này. Bộ quần áo này sẽ có cho các bác nó là cái mặt nạ chống độc. Mặt nạ này thì mình gọi là khẩu trang. Khẩu trang giống mặt nạ chống độc. Đấy là chính xác nhá. Cái khẩu trang mà nó giống mặt nạ chống độc này là một này. Một cái kính để chống ong đái là hai. Kính chống ong đái là hai nhá. Và một cái mũ. Mũ bảo dạng bảo hộ lao động. Có nghĩa là giống như là mũ công nhân, mũ thợ điện đấy nhá. Thì cái này là có cái đai thì các bác đeo vừa cái nào thì các bác cho nó vào cái mức đấy. Ví dụ như là tôi đeo ở số này, tôi để ở số này nhá. Cái dây, dây quai mũ này à, mũ bảo hộ. Thế còn các bác mà đã xác định đánh ong cây, các bác phải đeo kính chống ong đái vào nhá. Đeo kính chống ong đái vào cho an toàn. Thì đây là tôi mặc thử cho các bác thì tôi sẽ không đeo kính. Cái kính này là sẽ có phụ kiện đi theo cho các bác để đảm bảo an toàn cho các bác nhé. Thế là kết cấu của cái bộ này. Cái bộ này ấy, là găng tay. Là găng tay bằng da. Găng tay bằng da rời. Nhá, bằng da rời các bác này. Đây các bác xem qua về cái vật liệu của găng tay đi. Rất là chắc chắn đấy. Cái này thì ong đốt không thủng. Nhưng mà khi các bác đi bắt, đi nhúp ong đất ấy, thì độ nguy hiểm nó cao. Các bác nên thêm một cái găng tay cao su mỏng ở phía trong nữa nhé. Đây là găng tay, là găng tay rời. Đấy, găng tay rời này. Đấy, bộ này là có găng tay đi theo. Nhưng mà găng tay rời các bác nhé, găng tay rời. Tôi giờ còn là chất liệu của cái bộ này. Chất liệu bộ này là bằng anh em mà biết thì anh em dành cho cái này là cái gọi là cái vải bạt cói. Vải bạt cói, một chất liệu siêu bền. Siêu bền. Cái này thì cực kỳ bền nhé, cực kỳ bền các bác nhé. Cái phần mũ này này, phần mũ này sẽ liên kết với bộ quần áo bằng một đường kéo khóa, bằng một đường kéo khóa nhé, bằng hai đường kéo khóa các bác nhé, bằng hai đường kéo khóa, bằng hai đường kéo khóa từ hai bên, đây bằng hai đường kéo khóa từ hai bên, đấy bộ này. Ở giữa là có khóa và để bảo vệ cái miếng ống khóa này thì có cả một chiều dán suốt luôn. Cho dán thuốc đây này nhé. Và cái bộ này nó sẽ có cho mình hai ô thoáng ở phía trước thôi, còn ở phía sau sẽ không có hai ô thoáng nhé. Bộ này thì các bác nào mà về mà chế, các bác phải độ thêm ủng khâu may găng tay vào thì bộ này cực là bền. Bộ này độ bền nó cao, nó bằng vải này là vải cực dày luôn, ong không phải đốt xiên. Và các bác đi trèo cây, trèo cây nó trơn một chút nhưng mà nó bền, nó dai. Các bác có ôm cả một cây các bác tụt xuống cũng không rách nhé. Ôm cả một cây tụt xuống không rách luôn. Bây giờ các bác sẽ kéo cái khóa ở giữa lên trước. Khi các bác đánh nhau thì các bác nhớ là đội cái mũ bảo hộ vào nhé. Phụ kiện đã có thêm rồi, đội mũ bảo hộ vào. Sau đó chụp cái mũ này lên. Sau đó mình kéo khóa hai bên của mũ vào. Kéo khóa hai bên của mũ vào. Đấy các bác thấy. Tôi thao tác mặc chỉ cần một mình thôi. Sau đó mình đeo găng tay và mình thắt lại. Ở mỗi cái ống tay này mình đều có dây để mình thắt lại nhé. Đấy, mình đeo găng tay cho mình thắt lại để chống ong chui vào trong. Ống chân cũng vậy nhé, ống chân cũng có cái dây này để mình thắt lại này. Thì đối với bộ này các bác về phải tự trang bị ủng này, tự trang bị ủng. Găng tay có nhưng mà nó là găng tay rời nhá, có thì nó găng tay rời. Đấy. Hai ô thoáng ở phía trước, còn phía sau lưng là sẽ không còn ô thoáng nữa nhá. Đây, phía sau lưng không còn. Rồi, còn cái lưới ở phía trước này, các bác quan sát kỹ cho tôi này. Cái lưới phía trước này nó chỉ có một lớp thôi, nhưng mà khi mình đội
mình sẽ úp cái mũ bảo hộ của mình vào nhá. Là cái lưỡi chai này, cái lưỡi chai của mũ bảo hộ này nó sẽ chìa cái lưới kính của mình ra, lúc nào nó cũng cách mặt tầm 5 phân, đảm bảo cho các bác độ thoáng mà vẫn an toàn, ong không tiêm qua được nhé. Đây là chi tiết cái bộ quần áo bắt ong hàng rẻ tiền nhá. Đấy, các bác xem clip các bác thấy ưng bộ này thì các bác mua đồng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Còn ngoài cái bộ này ra thì shop còn cái hàng cao cấp hơn đây này thì các bác nhá, còn hàng cao hơn nữa các bác xem ở trong kênh. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái clip sau nhá.